Xin chào cả nhà đến với kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Món ăn hôm nay sẽ là thịt heo xào cải chua và bông cải xanh, rau xanh nấu thịt bằm. Hai cục thịt nạc dăm mình sẽ thái nhỏ và băm nhuyễn một phần để nấu canh. Còn lại thì mình sẽ đem xào với cải chua. Bốn năm tép tỏi mình cũng băm nhuyễn và chia đều cho hai tô, và một củ hành lớn cũng vậy, cũng thái nhỏ băm nhuyễn và mình cũng chia ra cho hai cái tô. Tô thịt heo bằm thì mình cho 2 muỗng cà phê bột nêm rau củ, còn 3 muỗng cà phê vào thịt xào nha. Cho 2 muỗng canh đường nâu vào tô thịt xào. Cho mỗi bên 1 muỗng cà phê tiêu xay. Cho 1 muỗng rưỡi cà phê muối. Khi mình xào thịt thì mình cho cái 1 muỗng cà phê cái gia vị gà xào sả ớt này vô sẽ thơm hơn nha. Cho 1 muỗng cà phê mắm vào mỗi bên luôn. Giờ mình trộn đều cho thấm gia vị hết rồi để đó khoảng 15 phút trước khi mình nấu nha. Bắt cháo lên bếp nóng thì cho dầu vô, sau đó mình cho chút hành tỏi và phi thơm. Tiếp đến mình cho thịt vô xào, xào cho săn lại, cho thấm gia vị đều với nhau khoảng 10-15 phút. Dưa cải này thì đem với ngoại về, ngoại làm sẵn rồi, mình chỉ có việc nấu ăn thôi. Sướng vậy đó. Mình xả qua nước lạnh và vắt khô khoảng 3 lần hoặc là 4 lần tùy theo mà mình thử nếm thử nó mặn còn nằm mặn hay không. Thì mình rửa đi cho nó hết cái chất mặn đó đi, rồi đem xào. Cái cải này không phải là cải cây cay mà là cái lùn á. Cái lùn ở Mỹ á, nó cũng dài lắm chứ nó không có lùn như loại Việt Nam mình.
Xào sơ xong đó mình cho thêm một muỗng canh nước mắm vào cho mặn mà nhé. Tiếp tục xào thêm khoảng 5 phút nữa là xong. Rắc thêm hành ngò vào cho thơm. Giờ mình nấu canh với hỗn hợp các loại rau xanh và cái bông cải xanh và bông cải trắng nha. Cho vào vô cái nồi đang nóng và cho tiếp hành thổi vào phi thơm. Và cho thịt bằm vô xào. Xào đến khi thịt săn lại. Và sẽ cho 2 lít rưỡi nước sôi vô. Thêm vài cục đường phèn vào cho ngọt nước. Khi nước sôi lại thì mình vớt bột đi. Mình cho bông cải vô trước. Khoảng 2 phút sau thì sẽ cho hết cái rau kale spinach vô luôn. Mình nêm thêm 2 muỗng cà phê bột nêm gà và nửa muỗng cà phê muối. Khi nước sôi lại lần nữa thì tắt bếp. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thật ngon miệng bên người thân gia đình của mình nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye!